các bác lãnh đạo, các vị đại biểu khách quý, kính thưa toàn thể các đại biểu tham dự đại hội. Hôm nay cháu rất vinh dự khi được tham dự đại hội thi đua yêu nước của tỉnh Ninh Bình. Bản thân cháu cảm thấy rất vui và tự hào khi được thay mặt rất nhiều các bạn học sinh ưu tú trong tỉnh nhà được phát biểu tham luận trong đại hội. Đến với đại hội, cháu xin được chia sẻ hành trình chinh phục giải quán quân của mình trong cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 20 của Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức, với mong muốn chia sẻ những kinh nghiệm học tập của bản thân cháu cho các bạn học sinh, cũng như là phương pháp tiếp theo của cháu để chúng cháu có thể cùng tiến bộ, góp phần vào sự phát triển của quê hương, đất nước. Kính thưa các quý vị đại biểu, hành trình chinh phục đỉnh núi Olympia đối với cháu là một hành trình rất dài của những đam mê, niềm tin và sự nỗ lực hết mình. Sinh ra và lớn lên tại mảnh đất địa linh nhân kiệt, được chứng kiến lớp ông cha cũng như những bậc tiền bối đã chinh phục và khám phá những điều kỳ diệu muôn màu của tri thức, đã tạo động lực to lớn để cháu thắp lên và thực hiện hóa ước mơ của bản thân mình. Cháu đã luôn theo dõi chương trình Đường lên đỉnh Olympia từ khi còn rất nhỏ, nhưng thật sự dám ước mơ và quyết tâm là khi cháu nhìn thấy anh Nguyễn Cao Ngọc Vũ lần đầu tiên đưa cầu truyền hình về với trường Trung học phổ thông Kim Sơn A năm 2015. Khi đó, cháu thấy rằng những thành tích mà mình tưởng như là rất cao siêu và không bao giờ có thể với tới được, thực ra vẫn có thể làm được nếu chúng ta đủ quyết tâm. Vì lẽ đó, bản thân cháu đã ấp ủ ước mơ, đồng thời xác định cho mình những mục tiêu rõ ràng trong học tập, đặc biệt là mục tiêu chinh phục đỉnh núi Olympia. Khi đã có mục tiêu rồi, cháu lên cho mình một thời gian biểu cụ thể trong ngày, kế hoạch trong tháng và xa hơn là trong nhiều năm. Và mục tiêu, kế hoạch thì không thể mãi nằm trong giấy hay là ở trong đầu được, mà để chúng trở thành hiện thực, chúng ta phải bắt tay vào hành động bằng tất cả sự kiên trì và say mê. Như khi cháu ôn tập cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia, cháu luôn cố gắng hoàn thành bài tập thầy cô giao ngay ở trên lớp để có thêm thời gian về nhà đọc sách tham khảo. Ngoài ra, cháu luôn dành thời gian đều đặn mỗi ngày ôn tập cho cuộc thi, đọc báo, xem thời sự của Đài Truyền hình Quốc gia cũng như là của tỉnh. Mỗi ngày tích góp một chút như thế, cháu có thể gọi vui đây là phương pháp mưa dầm thấm lâu. Bên cạnh đó, cháu còn nhờ sự giúp đỡ của gia đình, bạn bè và thầy cô. Khi cháu cùng ôn tập với người khác thì cháu nhận ra rằng là mình biết thêm rất là nhiều thông tin hơn là so với lại ôn một mình. Và những buổi trò chuyện, tranh luận thì rất dễ gây cái ấn tượng cho não bộ để có thể ghi nhớ. Ngoài việc học thì thời gian rảnh còn lại, cháu học thêm cờ vua, tham gia câu lạc bộ cầu lông của trường, học chơi đàn organ và dành thời gian nhiều để xem các video ở trên YouTube. Cháu thấy khi học xen kẽ với nghỉ ngơi thì đầu óc có thời gian kịp phục hồi và minh mẫn hơn nhiều khi chỉ liên tục cắm cúi vào trong sách vở. Mà việc giải trí nếu biết tận dụng thì rất hữu ích. Chúng ta có thể vừa giải trí vừa học tiếng Anh hay học cách thuyết trình qua các video trên YouTube, hay chơi đàn để luyện thêm trí nhớ, kích hoạt não phải làm việc nhiều hơn, vì đa phần những tri thức mà chúng ta tiếp cận trên nhà trường là nhờ não trái. Đó là phương pháp mà cháu áp dụng cho việc học cũng như là trong cuộc sống của mình. Với cháu, tất cả những công sức trong nhiều năm ôn tập tham dự chương trình Đường lên đỉnh Olympia đã được đánh dấu bởi 4 cuộc thi đầy căng thẳng. Mỗi một cuộc thi là một dấu mốc quan trọng trong hành trình của cháu. Với cuộc thi tuần, cháu đến với cuộc thi vẫn còn nhiều bỡ ngỡ và còn rất là bất ngờ khi mình đạt được số điểm cao với 350 điểm và trở thành nữ thí sinh cao điểm nhất của Olympia trong suốt 20 năm qua tính đến thời điểm đó. Trải qua rất nhiều khó khăn, cháu vượt qua cuộc thi tháng với 205 điểm và thắng cuộc thi quý với 175 điểm. Đến với cuộc thi cuối cùng và cũng là cuộc thi quan trọng nhất, cháu luôn tâm niệm rằng mình phải cố gắng hơn nữa để đạt được kết quả cao nhất, bởi kết quả đó không chỉ để khẳng định bản thân cháu để mang đến tương lai tốt đẹp cho cháu, mà nó còn góp phần khẳng định thương hiệu của trường Trung học phổ thông Kim Sơn A, khẳng định truyền thống học tập của thế hệ trẻ Ninh Bình. Cháu luôn ý thức cao về trách nhiệm của mình đối với việc xây dựng hình ảnh của quê hương nhằm đền đáp công lao to lớn của các thầy cô và để tri ân sự quan tâm sâu sắc của các bác lãnh đạo huyện, lãnh đạo tỉnh đã dành cho cháu trong suốt quá trình cháu tham gia cuộc thi này. Với tinh thần ấy, cháu đã tạo cho mình một tâm thế sẵn sàng nhất để có thể thi đấu tốt trong cuộc thi chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 20 và kết thúc thật tốt đẹp với kết quả là 235 điểm. Và cháu đã trở thành người may mắn được đội lên đầu chiếc vòng nguyệt quế danh giá mà bao bạn học sinh mơ ước. Cháu nghĩ rằng chiến thắng một cuộc chơi thì cũng rất là vui, nhưng mà có lẽ cái niềm hạnh phúc hơn nữa trong mình là chiến thắng được chính bản thân mình. Suốt hành trình này, cháu không chỉ học hỏi thêm tri thức, gặp gỡ được nhiều người bạn giỏi mà còn học được nhiều hơn thế nữa. Đó là tính kiên trì, sự bản lĩnh và lòng biết ơn. Những thứ đó là hành trang để cháu bước vào cuộc đời. Người ta thường có câu, nếu muốn đi nhanh thì hãy đi một mình, nhưng nếu muốn đi xa thì hãy đi cùng với nhau. Thật vậy, để có thể chinh phục được đỉnh núi Olympia này,
Và đạt được cái kết quả như ngày hôm nay, cháu không thể không nhắc đến những sự quan tâm, giúp đỡ của tất cả mọi người xung quanh cháu. Đầu tiên là gia đình của cháu, là những người luôn đồng hành trên mọi chặng đường mà cháu bước. Nền tảng giáo dục từ phía gia đình đã giúp cháu có sự định hướng và phát triển những năng lực vốn có. Bên cạnh đó là sự giáo dục của nhà trường, với những người thầy, người cô như những người lái đò thầm lặng đã luôn dìu dắt cho cháu qua mỗi chặng đường của cuộc thi, giúp cháu có nhiều hiểu biết hơn về biển tri thức mênh mông. Cùng với đó, suốt mỗi chặng đường mà cháu bước qua không thể thiếu đi những người bạn tốt luôn đồng hành, giúp đỡ, san sẻ, động viên giúp cháu bớt căng thẳng hơn, tự tin và thi đấu tốt nhất. Và một lời cảm ơn đặc biệt nhất, cháu xin được dành lời cảm ơn sâu sắc tới các bác lãnh đạo, các cấp đã tạo điều kiện tốt nhất cho cháu có thể dần chinh phục ước mơ của bản thân ngay từ khi bước vào những cuộc thi đầu tiên cho tới những cuộc thi cuối cùng. Các bác đã luôn bên cạnh, ủng hộ, động viên và tiếp lửa cho cháu, cũng như cho rất nhiều các bạn học sinh khác trong toàn tỉnh. Cháu không biết nói gì hơn ngoài một lời cảm ơn tất cả mọi người. Cháu hứa rằng sẽ ngày càng phấn đấu để ngày càng trưởng thành và đạt nhiều thành công hơn nữa trong cuộc sống, để không phụ lòng tin yêu từ gia đình, thầy cô và quê hương. Cháu mong những gì bản thân cháu đã cố gắng đạt được sẽ góp một phần nhỏ bé vào bảng vàng thành tích của tỉnh nhà và là nguồn động lực cho các bạn, cho các thế hệ sau vững tin vào bản thân, dũng cảm ước mơ và chiến đấu cho ước mơ của mình. Cháu biết thành công của cháu ngày hôm nay thì mới chỉ là bước đầu, và là đoạn đường phía trước thì còn rất nhiều chông gai và thử thách, mà cháu thì không thể và không được phép ngủ quên trên chiến thắng. Cháu hứa sẽ luôn cố gắng rèn luyện, học tập thật tốt để trở thành một công dân có ích cho xã hội và là một người con ưu tú của quê hương. Mai này dù có học tập và làm việc ở đâu thì trái tim cháu vẫn luôn hướng về đất mẹ Việt Nam, về quê hương Ninh Bình yêu dấu. Cháu xin phép được dừng lời tại đây. Một lần nữa cháu xin cảm ơn tất cả những tình cảm của các vị đại biểu, các bác, các cô, các chú. Chúc đại hội thành công tốt đẹp. Cháu xin trân trọng cảm ơn ạ.